À, ở nhà mà chỉ cần mà con mà nẹt nó chạy qua nội, chạy qua bển nó khóc mẹ đến con, mẹ đến con. Mặc dù chưa đánh, nhớ có một lần là buổi trưa đi làm về thấy ông đang cho nó uống nước ngọt. Cháu tính con thì thẳng mà, hôm qua ai cho con uống nước ngọt vậy nè, chửi từ ngày mai mẹ thấy cho con uống ngọt chết luôn. Ông nội đứng ngoài kia thấy nó lại tiếp tục đòi uống ngọt. Ông nội kêu thôi tao dám sao mày uống cái đâu, tí mẹ mày về mày chửi tao chết. Có nghĩa là cái cách của mình khi mình cha mẹ thì lúc nào cũng vậy, có nghĩa là cũng muốn rèn con vô nền ấy. Yeah. Nhưng mà ông bà thường sẽ cưng nó. Ai cho chồng mà khó là cũng mệt lắm á nha. Yeah. Là ai mày chửi ai đó, tao cho uống nữa làm gì tao. Nhiều khi á tâm than ở mày, đâu mày chồng ngồi xin mời hai mẹ con mình ngồi ạ. À. À, xin mời mình giới thiệu. Cô là Nguyễn Thị Vui, năm nay cô 58 tuổi, nhà cô ở thành phố Đồng Xoài. À, Đồng Xoài, Bình Phước. Bình Phước. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Con chào chú Quỳnh Linh với lại Lê Lộc. Con tên là Trần Thị Thùy Trang, địa chỉ cũng giống như mẹ luôn. Năm nay con 32 tuổi, cưới năm 2014, 6 năm. 6 năm rồi. Dạ. Con chỉ có một đứa con trai với hơn 4 tuổi. Lần đầu tiên mà mẹ chồng gặp thằng dâu này thì mẹ chồng chú ý và ấn tượng gì với cô gái xinh đẹp này? Cái lần đầu tiên á, hai đứa con nó quen nhau á thì cũng cả 7 năm. Yêu nhau 7 năm rồi mới cưới á. Rồi mới cưới. Dạ, đúng rồi. Thế là thì cái đợt đấy là Trang còn đang nhỏ lắm, cái thời gian còn đang đi học là học sinh á. Mới quen nhau vậy thôi chứ còn con trai cô cũng chưa nói là con yêu hay là con này kia. Không nói thì cô cũng không có nói gì luôn. Giữa mẹ của Trang với lại cô là hai nhà gần nhau, đi bào mì mướn chung với nhau vui lắm. Rồi cũng nói đùa với nhau. Mai mốt nhà chị có con trai, em có con gái thì chị em mình làm xui. Em nói vậy cũng được. Trai cô cũng về nói là con quen Trang á, mẹ thấy như thế nào. Em nói giờ mẹ thì mẹ nói thật về này, giờ cái công việc á, của các con là chưa có tới nơi tới chốn, thì mẹ cũng muốn là sau này á, các con có công ăn việc làm ổn định, học hành xong xuôi thì lúc dẫn tiến tới. Dạ. Yeah. Đó là như vậy. Còn chị thì sao? Có nghĩa là hai bà nhận xuôi với nhau từ cái lúc mà hai đứa mới có lớp 6, lớp 7 gì đó. Vậy kiểu nói chuyện vui với nhau á. Dạ. Yeah. Mà đến lúc mà hai đứa yêu nhau là năm 19 tuổi thôi. Thì cái ấn tượng khi mà với vai trò là một người vợ sắp cưới thì như thế nào? Nói chung là sợ chứ. Cũng có một cái áp lực là mình sợ và bên gia đình nhà cũng không thích mình. Biết là ở gần nhau, nhà nhau. Nhưng mà chính vì cái mình ở gần nhau quá nên đâm ra sẽ có những cái tốt cũng sẽ biết về nhau và cái không tốt cũng sẽ biết về nhau. Mà lo gì hai mẹ thân với nhau quá mà lo gì mà lo. Nhưng mà không, cái lúc mà hai gia đình nói vui với nhau về chuyện làm xui á thì vui bình vui vẻ bình thường lắm. Nhưng mà ý là khi mà hai đứa này nó yêu nhau rồi đó là có vẻ là khổ rồi đó. Có vẻ thật sự là như vậy luôn. Cái lúc mà bắt đầu thấy mà lớn xong bắt đầu đi chơi với ảnh xong là mẹ ở nhà mày kêu. Mày đừng có yêu Hoàng nha. Tao nói trước rồi đó nha, mày không có được yêu nó đâu nha. Mẹ thù lao, con đi chơi, yêu đương gì tầm này. Nói câu trước câu sau, 2 tháng sau quay đẩu luôn. Về mẹ kêu tao nói tấm quá sai, thấy chưa. Con vẫn biết là cái thời điểm ban đầu con yêu ảnh là gia đình không thích con nhiều. Con vẫn biết. Cũng khả năng là vì ảnh, thứ nhất là ảnh. Thực sự ra mà nói hai cái hoàn cảnh hai gia đình nó khác nhau nhiều quá. Có thể là con trưởng thành hơn ảnh nhiều, mặc dù bằng tuổi nhau. Nhưng mà con từng trải nhiều, cuộc sống gia đình khó khăn nhiều. Nói chung cái hoàn cảnh của nhà Trang ấy thì nó cũng khác hoàn cảnh nhà cô. Mặc dù là có rất nhiều lời ong tiếng ve xung quanh với cuộc hôn nhân của con với ảnh, mặc dù hai đứa yêu nhau, cái giai đoạn hai đứa yêu nhau đó mới có 19 tuổi thì tất nhiên là cái tình yêu đó thực sự ra nó rất ban sơ. Nó không tan tính gì đến những cái vật chất phía sau hết. Và khi con lấy ảnh cũng vậy, con không quan tâm về vấn đề đó. Con chỉ lo là ví dụ vì là ba mẹ sợ là khi mình về mình bắt nạt chồng như thế này như thế kia, hoặc là ảnh không có tiếng nói trong gia đình. Lanh lẹ là tốt, nhà trong gia đình là phải có người nọ người kia. Chồng không lanh, vợ lanh. Vợ chồng mà cả vợ lẫn chồng mà đều phù hợp hết thì cũng không tốt. Con nghĩ vậy đó. Mệt lắm á. Mệt lắm. Vợ chồng mà. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Về sau này bắt đầu về làm dâu cô thấy là
được ở cái chỗ là nhanh nhẹn, tháo vát. Đối với xã hội thì xã giao rất tốt, nói chung là sạch sẽ. Mẹ kỹ lắm. Dạ. Tính cô thì rất là kỹ. Nói chung tất cả các thứ ở trong gia đình mà không sạch sẽ là cô không thích. 6 năm qua thì có mâu thuẫn gì giữa mẹ chồng nàng dâu không? Có chứ. Chuyện nó không lớn thôi nhưng mà cũng có chứ. Con dâu cô thì nấu ăn á hay bỏ ngọt, cô lại không thích ăn ngọt. Mẹ là người gốc Bắc, con là con ở trong miền Nam từ nhỏ. Cái thời gian là làm dâu với cô là có 1 năm thôi. Dạ. Xong bắt đầu cô cho ra riêng ở gần đấy, ở sát nhà cô thôi. Với lại cái phần nữa là con dâu này thì nó cứ nghĩ sao nó vậy chứ nhiều khi không suy nghĩ. Dạ. Đúng rồi, cô nói con lần vậy mà cô cũng nghĩ con buồn, nhưng mà cô nghĩ đi nghĩ lại cô nói là thôi con dâu mình nó dại. Nó mới nói ra câu đấy. Cô đi thăm cái ông anh ở thành phố này này, đi sang hỏi con dâu xem là có cái xe, số xe Kim Mạnh Hùng không. Thế con dâu nói là con không có, để con điện cho anh Hoàng xem có không. Thế bắt đầu cái vợ điện nói, anh ơi, anh có số điện thoại của Kim Mạnh Hùng không? Mẹ anh đang thì xin số điện thoại của Kim Mạnh Hùng này. Lại nói là mẹ anh với lại mẹ em nữa cơ. Cho nên là cô cũng là, sao cái con này nó nói như vậy mà nó không suy nghĩ gì ta. Cô vẫn vui vẻ lấy số, nhưng mà cô vẫn để trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô nghĩ là con dâu mình nó về nhà với mình cả mấy năm trời nay rồi. Nhìn cái tính của nó, nghĩ sao nó nói vậy. Nên mình cũng không buồn. Con bị anh chồng con lên án cái này nhiều lắm rồi. Nghĩ là mẹ kêu về ăn cơm. Cái hỏi mẹ nào kêu về ăn cơm? Thì mẹ anh chứ mẹ ai. Hoặc là nói chuyện với bạn cũng vậy, mẹ anh Hoàng hoặc là mẹ tao. Có nghĩa là ảnh cứ hay bắt bẻ là tại sao không nói là mẹ chồng tao, hay là tôi cứ kêu mẹ anh Hoàng. Con quen đó, không để ý lắm. Trong cái suy nghĩ là nhỏ này nó còn phân biệt ha. Đúng rồi, không phải mẹ nó ha. Phải mẹ đó. Một mình chứ. Còn điểm nào chưa hợp nhau nữa không? Từ phục sức cho đến ăn uống cái thứ là nói chung là không hợp nhau một cái gì. Chỉ có mỗi cái là ví dụ như là mẹ, hai vợ chồng mà gây nhau là thường là ảnh sẽ là người bị chửi. Mẹ sẽ la ảnh. Tức là giữa vợ chồng nàng dâu là không hợp nhau bất kỳ gì. Vấn đề quan trọng là phải hiểu nhau cái đã. Đúng rồi. Chăm con thì nhiều khi dặn nói là ví dụ gửi con á thì nó mẹ ở nhà đến bữa đừng có cháu uống sữa hay cái nọ thế kia, nhưng mà cháu nó đòi thì mình phải cho trong cái hồi về đến trưa nó không ăn được cơm. Cái nó ủa mẹ ơi sao bữa nay Win nó không ăn cơm, mẹ sao chắc mẹ nhà mẹ cho ăn cái gì à? Trời ơi, nó đòi sữa mẹ cho hộp sữa mà có gì đâu. Thì nói chứ đó con dặn mẹ rồi mẹ vẫn còn cho uống. Mẹ cũng cho uống lần sau. Bây giờ cháu nó đòi, nó đói quá. Nó đòi. Nói chung là cái tâm lý của ông bà lúc nào cũng vậy, là chiều cháu. Bởi vậy cho nên hễ mà ở nhà mà chỉ cần mà con mà nẹt nó chạy qua nội, chạy qua bể nó khóc, mẹ đánh con. Mặc dù chưa đánh, nhớ có một lần là buổi trưa đi làm về thấy ông đang cho nó uống nước ngọt. Cháu tính con thì thẳng mà, hôm qua ai cho con uống nước ngọt vậy nè, chửi từ ngày mai mẹ thấy cho con uống ngọt chết luôn. Ông nội đứng ngoài kia thấy lại tiếp tục đòi nước ngọt. Ông nội kêu thôi tao đến sau mày uống cái đâu, tí mẹ mày về mày chửi tao chết. Có nghĩa là cái cách của mình khi mình cha mẹ thì lúc nào cũng vậy, có nghĩa là cũng muốn rèn con vô nền ấy. Yeah. Nhưng mà ông bà thường sẽ cưng nó. Ai cho chồng mà khó là cũng mệt lắm đó nha. Yeah. Là ai mày chửi ai đó, tao uống nữa làm gì tao. Nhiều khi á con than mẹ ơi tháng này kẹt quá hay thế nội kìa. Rồi ok, nếu mà kẹt á thì mẹ cung cấp cho con đó, chứ mẹ không có tiếc. Tuy là mẹ con ít tâm sự nhưng mà cô rất là hiểu. Như có một lần cái đợt nhà cô mới mua cái xe ô tô, thế cô nói là thôi mẹ mua cái xe ô tô đấy về, nói chung là của gia đình hết, các con đều đi được hết. Bây giờ mẹ tính là có cái ốp để đằng trước của nhà con, cái đường đi nhà con á là con cho người ta mướn á, là bây giờ con lấy lại cái ốp đi rồi cho mẹ để mẹ để cái xe ô tô ở đó. Chứ giờ chưa có chỗ để xe. Yeah. Cái đầu con dâu nói chắc không được đâu, cái ốp đi để cho cái chị mướn rồi chị bán rồi chị coi nhà cho con. Cô nghĩ cô buồn rồi nha, cô nói chứ trời ơi mẹ nghĩ là mẹ hy sinh các con nhiều, mà đất thì bố mẹ cũng cho để cho mẹ để nhờ tí, rồi ví dụ như các con có đi đâu các con cứ lấy đi, nhưng mà sao con lại ích kỷ với mẹ như thế. Về với không biết là tâm điện thoại với chồng sao đó, hai ngày hôm sau cũng chưa thấy nói lại là mẹ ơi cứ để xe đi. Thế bắt đầu cô mới nói là thôi nếu mà không cho để xe thì cô xây đằng sau để cái làm cái nhà để xe. Đến ngày hôm sau nữa sang nói mẹ ơi anh Hoàng thì không biết là anh sao, nhưng mà thôi mẹ cứ để cái xe ốp đi mẹ, thôi mẹ xây cái đằng sau rồi mẹ không có để nữa. Mẹ nghĩ mẹ buồn các con á, các con không biết hy sinh cho bố mẹ đi nè. Giận rồi. Thế xong bắt đầu hôm sau sang bắt đầu cứ ôm lấy mẹ nó, mẹ ơi thôi đừng có xây đằng sau nữa, mẹ để ốp đằng sau đi. Cái đầu mẹ cũng còn đang tức, mẹ mới nói chứ thôi đất đai mẹ cho các con rồi thì là quyền của các con, rồi mai mốt rồi các con lỡ ông cho để nữa rồi các con lại bảo là thôi mẹ đem xe đi đâu rồi đem, lúc giờ mẹ đem chỗ nào.
thôi để cho mẹ xe đằng sau cho nó yên yên chí đi. Thế cũng nghĩ thương con, ôm lấy con nó thôi. Mẹ nói vậy nói thôi, nhưng mà mẹ cũng nghĩ trước sau mẹ cũng phải xe cái đằng sau. Mà rồi nó cứ ôm lấy mẹ nó khóc, cũng thương con ghê luôn á, ôm lấy con lại khóc luôn. Nhưng mà rồi hiện tại chiếc xe mình là để bên nhà cô hay bên bên nhà cô? Để đằng sau, để đằng sau. Cái sự tích của cái việc này cũng một phần là vậy. Tại thời điểm đó khi mà mẹ nói là mình đồng ý ngay, nhưng mà về khi mà mình nhắn tin cho ông xã thì anh có nói là bây giờ bố mẹ đi ra đi vào xe, ý là mình cũng không đi ra vào thường xuyên. Đây là ví dụ như ngày bố mẹ ra một hai lần, thì cái chị đằng trước đó là chị bán đồ tươi, cũng rau, cỏ, đồ thịt, đồ cá đó. Thì đóng với chị một cái kệ nhỏ, ý để chị đẩy ra khi nào bố mẹ ra, chị đẩy ra khi nào đẩy vô. Cái nhà mình thì nó gần đường, con nít ở trong nhà em sinh á, mà ví dụ chạy ra đường, chị ở ngoài đó thì chị nạt đi vô. Nên là mình nghĩ thì mình nghĩ đơn giản, ý là thôi để bố mẹ cứ để đi rồi đóng kệ kéo ra kéo vô. Nhưng mà ý là bố mẹ thì bố mẹ nghĩ thì bố mẹ buồn. Thực sự ra con cũng không có nghĩ là khi mà mình nói như vậy là khiến cho bố mẹ buồn. Sao không buồn, chú cũng buồn nữa chứ. Cho đất với người đó, người kia nhờ để xe cho mấy người đi chứ ai đi đâu. Không cho tôi buồn chứ. Lúc đó đó, giận con trai mình hay là giận con dâu của mình? Lúc này con dâu phát ngôn đầu tiên, cho nên cô giận dâu. Nhưng mà con trai là người quyết định. À không, đấy. Anh chồng con là người quyết định. Thì lúc đó con không lại nói với mẹ con. Cô mới đi thăm xe về. Yeah. Xong bắt đầu cô với con dâu cô mới ngồi ở nhà cô với con gái. Con dâu cô hỏi con là mẹ ơi, đã đặt được xe chưa? Bộ mẹ đặt được xe rồi. Nhưng mà ý của mẹ là lấy cái, con lấy cái ốt ấy lại cho mẹ, mẹ bỏ xe. Con dâu phát ngôn luôn, nói là chắc có lẽ là không được, cho nên cô mới buồn con dâu cô. Đúng rồi. Cô nói cô cho tiền tỷ được mà tại sao mà có tí đất đấy mà không sinh nhà mẹ thử đúng không chị? Trong thời điểm đó là con có nhắn tin nhắn con kêu là thôi để cho bố mẹ để xe đi, ý là thuyết phục chồng. Ảnh thì ảnh cứ muốn để cho chị đứng đó bán. Thế là con mới nói với ảnh một câu là con kêu là thôi anh đừng lộn xộn nữa, anh để em ra em nói cho bà đi cho rồi. Chứ giờ mà ví dụ như bố mẹ có không để xe em cũng không dám để cho bà đứng đó bán nữa. Cái là lúc sau bố mẹ không để xe nhưng mà vẫn cho cái chị đó chị nghỉ, mà con đâu dám để cho chị đứng bán trước đó đâu. Ý là sợ bố mẹ giận rồi bố mẹ nghĩ này kia, mình cũng có chung là mình không phải là vì cái đó, cho nên đâm ra mình chỉ nghĩ đơn giản thôi. Thật chuyện cái chuyện đó nghĩ đơn giản thôi, không nghĩ sâu đâu. Được thực chất mà nếu mà không nói ra cái chuyện này đó, mà hai người mà giận nhau đó ghim luôn á thì nó bùng nổ dữ dội lắm. Hầu hết mọi thứ quyết định á đều là do ảnh. Cái tính của ảnh nó rất là sợ để cho ảnh nói chuyện với bố mẹ, có nghĩa là ảnh rất, nhất là ảnh rất là nóng tính, có nghĩa là mẹ ruột của con rất là hay lên án anh luôn, cứ mỗi lần ảnh như vậy là làm khổ con. Nhưng mà ảnh không sửa, ảnh thấy cái hậu quả đó luôn á. Ảnh nói là bây giờ anh đeo mặt nạ sống ngoài đời với xã hội cả đời rồi, bây giờ không lẽ về nhà với bố mẹ anh cũng như vậy. Ảnh cứ nghĩ là ảnh còn đang một mình, ảnh không có vợ con đứng phía sau. Nhưng mà nhiều khi bố mẹ suy nghĩ á, thì bố mẹ lại nghĩ rồi có khi vợ nó tác động, nó đâm ra nó như thế. Cái tính của ảnh nhiều khi gây rất là nhiều cái xung đột giữa hai bên nhà với nhau luôn. Có khả năng là 6 năm á, thì hết 4 năm đầu tiên là luôn trong tình trạng là sợ. Nghĩa là cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì là mất ngủ, cứ suy nghĩ rồi mình làm gì sai, là mình cứ đào bới bản thân mình, ý là mình cứ suy nghĩ trong lòng mình mình làm gì sai, hoặc là sao mẹ lại buồn thế, ý là sao mẹ không vui vẻ như ngày hôm qua. Mà thực ra thì nhiều khi anh chồng có thể kêu ôi trời, em ở với mẹ được mấy năm, anh ở với mẹ mới nhiều nè, em cứ nghe lời anh đi. Mẹ xị hả, kệ mẹ đi, mấy ngày nữa mẹ bình thường thôi. Nhưng mà ý là trong lòng mình á, mình qua mình thấy mình nói chuyện mẹ không được vui, cái mình rồi mình nghĩ ủa sao mẹ không được vui ta, mình làm gì mẹ buồn ha, hay là ai nói cái gì rồi ta. Đó, cứ có nghĩa là suốt 4 năm đầu tiên nó là con bị cảnh đó luôn. Giữa câu chuyện mẹ chồng nàng dâu này á là có hiểu nhau nhưng ít có chia sẻ với nhau, ngại chia sẻ với nhau. Rồi để xem hôm nay chồng con sẽ nói điều gì nha. Dạ. Chú có lá thơ tụi nó giấu đâu rồi? Thấy biên tập điện thoại cho ảnh mà. Ảnh ngồi viết ngắn lắm ạ. Ngồi ngon ngó ảnh không có coi. Anh này tính của ảnh vậy. Kiệm lời. Kính chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con mong muốn rằng thông qua chương trình này thì mẹ và vợ con thông cảm lẫn nhau, hiểu nhau hơn. Mẹ và bố luôn là cây đại thụ tỏa bóng mát cho con cháu tụ họp à. Bản thân con và vợ con sẽ hết sức cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất đến với gia đình mình. Vì bố mẹ có khỏe, vui vẻ, hạnh phúc thì con cháu mới vui vẻ được. Con chúc mẹ luôn khỏe, vui à. Anh chúc em luôn vui khỏe và luôn là người vợ tuyệt vời như vậy nhé. Nói ít đi nhé. Con nói với chú luôn đó, ảnh tối ngày nói con nói nhiều, đẻ ra một thằng con nó không giống ảnh cái tiếng gì hết, giống y như mẹ, nó nói nhiều y như vậy. Xong rồi cứ mỗi lần mà nó nói nhiều cái quay qua thôi con ơi, con đừng có nói nhiều nữa, con nói nhiều hồi nữa ba mày đổ thừa giống mẹ nữa, nói nhiều nữa.
đúng là chồng kiềm lài vợ nói nhiều, được rồi, bổ trợ lẫn nhau. Mẹ chồng muốn nói rằng dâu điều gì, muốn con dâu thay đổi điều gì không? Thì mẹ cũng mong muốn con, vợ chồng con sống vui vẻ rồi hạnh phúc trọn đời. Con thì con không muốn mẹ thay đổi cái gì cho con hết, nhưng mà ý là con chỉ muốn là ví dụ mẹ cởi mở ra một xíu. Có những cái mẹ không hài lòng biết chứ, thì mẹ cứ nói chia sẻ anh Khánh. Ví dụ như con có buồn cái lúc đó, nhưng mà xong rồi thôi, mẹ con hiểu nhau. Chia sẻ để hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Đấy. Sao mỗi lần ôm hôn như thế thì mẹ chồng nàng dâu lại yêu thương nhau nhiều hơn. Một kỷ niệm để nhớ có. Dạ. Tham gia mẹ chồng nàng dâu nha. Dạ. Mỗi lần nhìn lên Lê Lộc với cái hai mẹ chồng nàng dâu ôm nhau là con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là bộ gối nệm của thương hiệu Elina. Và còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình. Dạ, cảm ơn chú và Lê Lộc. Dạ, cảm ơn cô và chị. Dạ.